Đây là một buổi tập mà mình sẽ tập đi tập lại hàng nghìn lần nếu có thể. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu thử trong clip này nha. Khoảng một tháng trước thì mình có tham gia bài kiểm tra thể chất toàn diện với tên gọi là High Rocks được tổ chức bởi California Fitness. Đúng như tên gọi, đây là một bài kiểm tra thể chất toàn diện từ sức mạnh, sức bền, tốc độ và cả ý chí nữa. Chúng ta sẽ phải hoàn thành liên tục 6 hạng mục là 1 km chạy bộ, 50 cái burpee broad jump, 100 cái lunges, 1000m row, 30 cái push-up nhấc tay và 100 cái wall ball. Thời gian thì không giới hạn, nhưng anh em nào mà hoàn thành được dưới 30 phút thì cũng thuộc dạng quái vật với một thể chất cực kỳ đồng đều. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của mình không chỉ đơn giản là muốn kiểm tra thể chất như lần trước nữa, mà là vì trong tháng 8 và tháng 9 này, cứ một lần hoàn thành bài kiểm tra và đăng một bài post xác nhận thì California Fitness sẽ trích ra 100 cá quyên góp vào chương trình Heartbeat Việt Nam ủng hộ các trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì không giới hạn số lần lặp lại cho một người nên đây cũng chính là lý do mà mình muốn hoàn thành nó nhiều lần nhất có thể để có thể phần nào góp sức cho chiến dịch vô cùng ý nghĩa này. Lịch tham gia chi tiết thì Huy sẽ để nó ở đây để các bạn có thể nắm được. Vì chiến dịch sẽ chỉ diễn ra trong tháng này và tháng sau thôi nên nếu có thể thì Huy rất mong các bạn hãy dành một chút thời gian để tham gia, vừa giúp các bạn đánh giá được thể chất của bản thân, vừa có thể mang lại giá trị cho cộng đồng mà không tốn bất cứ chi phí nào cả. Huy tin là những bạn đang xem clip sẽ có thừa sức mạnh cũng như ý chí để có thể hoàn thành bài kiểm tra này.